Ok, Didi Guitar xin thân ái chào tất cả anh em, chào quý khách hàng thân mến ha. Thì cách đây vài hôm á là Didi Guitar đã review cho các bạn một cái con đàn thuận guitar 02X rồi. Thì hôm nay tụi mình sẽ review cho mấy bạn một cái con đàn khác, nó cũng là dòng 02 ha. Nhưng mà tên của nó là 02CX qua. Thì cái dòng này nó khác gì so với cái dòng 02, những cái dòng 02 bình thường ha. Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ đi tới phần cấu hình của nó đi. Đầu tiên là mình sẽ vẫn có cái mặt top là solid Sitka scrope, tức là gỗ thông Sitka nguyên miếng ha. Nhưng mà nó khác ở đây. Back inside của nó là solid qua Phú Quốc. Thì mình sẽ nói sơ một số thông tin về những cái loại, về cái loại gỗ qua Phú Quốc này ha. Thì loại gỗ qua Phú Quốc này nó vẫn có họ cùng họ với lại họ keo, với lại là Hawaiian qua, với lại là gỗ điệp và gỗ khoa Philippines ha. Thì nó xuất xứ từ đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang Việt Nam mình. Thì cái nhưng mà cái giá trị kinh tế lẫn mà cái âm sắc của nó thì đương nhiên nó sẽ kém xa so với lại gỗ Hawaiian qua, nhưng mà nó vẫn có những cái cườm ngang rất là đẹp như thế này. Nó sẽ tựa như là Hawaiian qua đó, nhưng mà giá trị của nó rẻ hơn rất nhiều. Thì ở ngoài Phú Quốc người ta gọi cái loại gỗ này là gỗ tràm rim, còn bên làm đàn thì gọi là gỗ qua Phú Quốc. Rồi cần của nó thì vẫn là cần Asia Siwa qua một mảnh, khóa là khóa đen ha. Rồi thì cái con này thì nó cũng có những cái đường chỉ viền là chỉ viền đen, miệng lỗ là vẫn là miệng lỗ cận ốc. Thì nó vẫn giống như là cái dòng 02X kia, nó có cái bao bộ đây, bao bộ zebra ha. Đó, bao bộ rất là đẹp, được tay. Thì cái con này nó cũng khác cái con 02 Mahogany kia là ở cái mặt tút với lại là cái con ngựa này. Cái con ngựa này thì với cái mặt tút này thì nó không có được làm bằng gỗ cẩm ấn nữa, mà làm cũng bằng cái loại gỗ của Việt Nam luôn, đó là gỗ gõ đỏ. Đó, mình thấy là nó màu đỏ, gỗ gõ đỏ nha. Rồi, đầu cần nó cũng được ốp mặt nạ bằng gỗ gõ đỏ luôn, con chim hạt quen thuộc của thuận guitar. Rồi bây giờ mình sẽ test sơ âm thanh của con này, coi coi nó khác biệt gì với những cái dòng 02 ha. Vẫn với mức giá là 5.800.000 tặng kèm đầy đủ phụ kiện cộng chế độ bảo hành 2 năm ha. Thì con này 02 CX qua này với lại 02 X hoặc 02 CX Mahogany bình thường á thì nó vẫn bằng giá nhau là 5.800.000 nha bạn. Thì bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ bên Didi Guitar tụi mình ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này. Đó thì giữa những cái con đàn cùng giá với nhau nhưng mà cấu
website khác nhau. Thì các bạn thích cái dòng nào thì hãy để lại cái comment ở trong những cái video của tụi mình nha. Cảm ơn các bạn.